đang sống ở thời đại mà ai ai cũng có thể trở nên đẹp hơn nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, trang điểm hoặc đơn giản là 1001 bước chỉnh sửa để có được khoảnh khắc để đời. Trong khi đó thì ở những ngày xưa cũ, cái thời của dàn nghệ sĩ gạo cội V-Beat như nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Đan Trường, nghệ sĩ Hoài Linh thì mọi thứ đều dừng lại ở mức chân phương hết sức, không photoshop, không make up, không gì cả. Ấy vậy mà bạn biết không, ở thời đó họ vẫn sở hữu nhan sắc thực sự là đỉnh cao đấy. Hãy dành ít phút để cùng blog Việt Food chiêm ngưỡng lại những nam nghệ sĩ Việt, cũng một thời là Mỹ Nam nha. Một, nghệ sĩ Hoài Linh. Hoài Linh tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài Linh, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1969, là một diễn viên hài người Việt Nam. Hoài Linh là danh hài đã rất nhiều giải thưởng Mai Vàng, được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2015 và là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu này. Nhưng ngày còn trẻ thì nghệ sĩ Hoài Linh sở hữu một vẻ ngoài chất chơi khác hẳn với hình ảnh giản dị bây giờ. Ngoài ra, ngũ quan thanh tú của nam nghệ sĩ cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Nghệ sĩ Lý Hùng. Lý Hùng sinh năm 1969, là một diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ của Việt Nam. Anh từng nổi danh trong giới diễn viên điện ảnh Việt Nam thập niên 1990 và tham gia đóng trong một số phim hợp tác với điện ảnh Hồng Kông. Khoảng thời gian còn trẻ thì nghệ sĩ Lý Hùng đã khiến rất nhiều cô gái phải điên đảo với ngoại hình lãng tử, thần thái đúng chuẩn soái ca. Nhạc sĩ Đức Huy. Đức Huy sinh năm 1947, là một nhạc sĩ người Việt Nam. Ông có nhiều ca khúc được khán giả Việt yêu thích, được xem là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc hải ngoại. Nhìn thần thái và gương mặt này đi, nhạc sĩ Đức Huy thời còn trẻ, mặt đứng với dàn hot boy bây giờ thì có làm lu mờ tất cả luôn chứ chẳng đùa. Danh ca Chế Linh. Chế Linh sinh ngày 3 tháng 4 năm 1942, là một ca sĩ người Chăm nổi tiếng, đồng thời là nhạc sĩ với bút hiệu Tú Nhi và Lưu Trần Lê. Ông nổi danh từ thập niên 60 và được xem như là một trong bốn giọng nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng thời kỳ đầu, tứ trụ nhạc vàng. Với bốn phong cách khác nhau, ba người còn lại là Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường. Danh ca Chế Linh thời còn trẻ đích thực là soái ca lừng lẫy một thời đấy. Năm, danh hài Vân Sơn. Dương Thanh Sơn sinh ngày 5 tháng 10 năm 1961, thường được biết đến với nghệ danh là Vân Sơn, là một nghệ sĩ hài người Mỹ gốc Việt hoạt động ở hải ngoại. Anh là người sáng lập và là giám đốc của công ty giải trí được đặt theo tên của mình là Trung tâm Vân Sơn hay là Vân Sơn Entertainment. Mặt nhỏ, trán cao, nụ cười sáng ngời đã khiến danh hài Vân Sơn thời trẻ chiếm được rất nhiều cảm tình từ người hâm mộ. MC Quyền Linh. Quyền Linh tên thật là Mai Huyền Linh, sinh ngày 28 tháng 7 năm 1969, là một diễn viên điện ảnh, diễn viên hài, nghệ sĩ kịch nói và người dẫn chương trình người Việt Nam. Từ năm 1992 cho đến nay thì Quyền Linh đã tham gia diễn xuất trong hàng trăm phim điện ảnh lẫn phim truyền hình và được coi là một trong những diễn viên được yêu thích nhất tại Việt Nam. Từ cái thời mà công nghiệp chụp ảnh còn đơn sơ, chẳng có chỉnh sửa gì mà nhan sắc của MC Quyền Linh vẫn vô cùng cuốn hút. Trong nam nghệ sĩ Quyền Linh khi còn trẻ, cứ như diễn viên Bollywood.
7, ca sĩ Đan Trường. Thời gian dường như đã bỏ quên Đan Trường rồi sao? Đan Trường sinh ngày 29 tháng 11 năm 1976, tên đầy đủ là Phạm Đan Trường, tên thân mật là Anh Bo, là nam ca sĩ người Việt Nam. Anh được biết đến là ca sĩ thần tượng, nổi tiếng, xuất hiện từ những năm cuối thập niên 90. Thành công của anh là hiệu ứng tổng thể từ hình ảnh, giọng hát và sản phẩm âm nhạc ăn khách. Đan Trường được xem là ca sĩ đầu tiên tại Việt Nam tiên phong trong việc mua độc quyền ca khúc nhằm xây dựng hình ảnh và phong cách âm nhạc chuyên nghiệp. Nam diễn viên Hứa Vĩ Văn. Hứa Vĩ Văn sinh ngày 25 tháng 12 năm 1979 tại Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh và là nam người mẫu, ca sĩ, diễn viên người Việt Nam. Anh bắt đầu sự nghiệp từ năm 16 tuổi với vai trò người mẫu, sau đó từng là thành viên nhóm nhạc GMC ở đầu thập niên 2000. Hiện tại thì Vĩ Văn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh. Những bộ phim nổi bật của Hứa Vĩ Văn là Đam Mê, Giao Lộ Định Mệnh, phim truyền hình Lời Thú Nhận của Eva, Thái Sư Trần Thủ Độ. Vài năm gần đây thì Vĩ Văn có mặt trong các phim điện ảnh đạt doanh thu cao và nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn như là Thần Tượng, Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh. Bình Minh. Bình Minh tên đầy đủ là Nguyễn Bình Minh, sinh ngày 5 tháng 11 năm 1981 tại Lạng Sơn, là một người mẫu nam, diễn viên và người dẫn chương trình Việt Nam. Anh từng đoạt giải thưởng Mai Vàng năm 2011 ở hạng mục nam diễn viên chính được yêu thích nhất qua vai Trí Cùa trong phim Vật Chứng Mong Manh. Từng là một nam thân trên màn ảnh và sàn diễn. Bình Minh là một mỹ nam đình đám của showbiz Việt với ngoại hình nam tính. Anh từng khiến bao trái tim fan nữ phải đổ gục mỗi lần xuất hiện. Johnny Chí Nguyễn. Johnny Chí Nguyễn là cái tên không quá xa lạ với những khán giả hâm mộ điện ảnh Việt, đặc biệt là những bộ phim võ thuật. Suốt một thời thì cái tên nam diễn viên phủ sóng khắp các màn ảnh rộng qua những bộ phim đình đám như là Dòng Máu Anh Hùng, Bụi Đời Chợ Lớn. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính, hình ảnh Johnny Chí Nguyễn gắn liền với những vai nam chính trong các bộ phim hành động, võ thuật đã tốn không biết bao trái tim của người hâm mộ, đặc biệt là các fan nữ. Quách Ngọc Ngoan. Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986 tại huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau, là một diễn viên điện ảnh và người mẫu Việt Nam. Quách Ngọc Ngoan cũng là một diễn viên gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nam tính, phong trần. Cùng với tài năng diễn xuất, vẻ ngoài điển trai, cùng với nụ cười của nam diễn viên, từng đốn tim bao người hâm mộ.